Xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, tiếp tục chuyện Covid-19 vẫn là cái đề tài mà gây sôi động thế giới, đặc biệt là tại nước Mỹ trong những ngày qua. Và chúng ta đã biết là trong thời gian qua, cách đây 2 ngày, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn cái lệnh cách ly thêm 40 ngày nữa cho tới 30 tháng 4. Và ông hy vọng là đến ngày 1 tháng 6, nước Mỹ sẽ được cởi trói, bởi vì người ta nghĩ rằng trong 2 tuần tới, cái gọi là số người nhiễm bệnh COVID-19 cũng như số người chết ở tại Hoa Kỳ có thể lên đến đỉnh điểm. Mà lên tới đỉnh điểm rồi thì có thể nó bằng như thế này, nó không lên nữa. Thì lúc đó người ta mới chuẩn bị, người ta chữa và người ta ngăn chặn sau đó. Thì cái mục đích của cái chuyện mà gia hạn này là nó làm cho không thể làm cho căn bệnh nó chấm dứt, nhưng làm chậm cái sự lây lan của nó. Đó là mục đích tỏ ốc cũng như Tổng thống Donald Trump nói. Bởi vì ông bảo là bây giờ nếu mà cột hết lại đó thì kinh tế Mỹ cũng kẹt. Mà cởi trói ra đó thì có thể có nhiều người chết. Thành ra tiếp tục gia hạn cái gọi là cách ly chứ chưa có gọi là shutdown. Thế thì bây giờ khi cách ly như vậy đó, các tiểu bang họ cũng phải làm theo. Đó là người dân ở trong nhà, chuyện gì cần thiết mới ra ngoài, không cần thiết không ra. Mà như thế nào là cần thiết cũng khó định nghĩa, đúng không? Bởi vì tôi đi ra mua một cái bó rau về để tôi luộc hay tôi xào cũng là một điều cần thiết. Hay tôi ra mua một cây crem cũng là một điều cần thiết, bởi vì tôi thèm crem quá, mấy nay không có thì tôi có thể bị tắc thở chẳng. Nói chung nó có nhiều thứ lắm. Đó. Thế cái chuyện là chuyện nhỏ, cái chuyện lớn là chỗ này. Là cái vùng mà bây giờ bị dịch nặng nhất là New York, New Jersey và Connecticut, ba cái tiểu bang này. New York bây giờ lên trên 1.000 người thiệt mạng rồi quý vị. Đó. Mấy chục ngàn người bị bệnh, thấy không? Thành ra đó, cái đó là cái mà người ta sợ. Thế thì bây giờ những nơi này họ có những người giàu có, hoặc là cũng không cần giàu có lắm, gọi là trung lưu. Họ có những cái nhà họ mua ở những nơi khác. Ví dụ họ mua dân New York, họ có nhiều người có mua nhà ngay bờ biển Rhode Island, nhìn ra biển Đại Tây Dương, thấy không? Bởi vì chúng tôi ở New York là có thể bị cách ly và có thể bị shutdown bất kỳ lúc nào luôn. Đó. Rồi nó đủ thứ, thậm chí ông Trump rồi hôm nọ ta bảo là những người mà thành phố New York á mà đi ra là phải cách ly 14 ngày, sợ quá. À. Rồi chưa kể những người này họ lại cũng có nhà cửa tại Florida. Florida thì nó mùa đông nó không có tuyết, nó ấm áp lắm. Thì thường thường những người ở miền Bắc nước Mỹ hoặc miền Đông nước Mỹ, thường thường mùa lạnh người ta hay đi về phía Nam, người ta sống, người ta cư ngụ. Cái này ở nước Mỹ gọi cái danh từ gọi là snowbird. Snowbird là những con chim tránh tuyết. Đây thường thường những người giàu có họ có nhà ở vùng lạnh, họ làm việc ở đó. Cái tới mùa lạnh họ đi về, mà đa số là những người lớn tuổi và họ về hưu, đúng không? Họ về hưu, họ sống đó quen rồi, nhưng mà mùa đông lạnh quá, chúng tôi bay về Florida. Hoặc người ta về Texas, là sau này Texas nhà rẻ, đúng không? So với các tiểu bang, họ về Texas họ ở những cái bờ biển nó ngon lành lắm. Đó là ba cái tiểu bang, là ba tiểu bang có nhiều dân New York, cũng như New Jersey và Connecticut họ về. Thế thì sợ những người này về, ba cái tiểu bang này, Rhode Island, Florida và Texas, họ lo sợ là những người này có thể đi vào cái tiểu bang của họ nghĩa là gây bệnh, thấy không? Bởi ba tiểu bang lây bệnh nhiều quá. Thì trong những ngày qua ở Rhode Island, bà thống đốc Gina Raimondo đã cho cảnh sát và vệ binh quốc gia luôn đi ra ngoài đường đứng xét giấy tờ những ai mà đi từ phía nam đi lên, hay phía nào không cần biết, mà dân New York là chúng tôi khám coi có gọi là sốt nhiều hay không, phải không? Nếu có vấn đề chúng tôi cho cách ly, chúng tôi không cho vào. Ở Florida cũng vậy. Florida thống đốc Ron DeSantis là ký lệnh luôn là không những dân ở tiểu bang khác mà là dân Florida luôn, nói chung người ngoài đi vô là chúng tôi kiểm tra, đặc biệt là các anh Louisiana. Bây giờ cái vùng đó đang dịch bệnh cũng lên ghê lắm, thấy không? Mà Louisiana giáp lại cái gọi là panhandle của Florida, vùng đó ta qua nhiều lắm, ngay cái freeway 10 đó, đó. Thành ra là cho chặn đường lại, hoặc là chặn cái đường freeway 95 là từ phía bắc mà New York đi về. Đó, từ phía bắc New York ta lái xe ra đi về. Rồi máy bay cũng vậy, nó bay vào luôn, họ không cho vào luôn. Ok, muốn vào cũng được, cách ly 14 ngày cho tôi. Nếu mà anh dân New York, Connecticut và New Jersey, thấy chưa? Còn bên Texas thì sao? Ông thống đốc Rick Abbott cũng ký một cái sắc lệnh luôn, ký một sắc lệnh là bắt buộc tất cả những người từ những cái vùng mà gọi là dịch bệnh nóng hổi,
mỗi người nha, every person bay vào Texas từ những nơi như New York, New Jersey, Connecticut và New Orleans. New Orleans là thuộc Louisiana. Đó. Hoặc từ bất kỳ tiểu bang hoặc thành phố nào mà bị nghi là có dịch bệnh nặng nề thì bắt buộc phải tự cách ly trong 14 ngày trước khi đi vào tiểu bang Texas. Ghê chưa? Thì cái này thưa quý vị, nó hơi quá đáng. Có thể nói là từ xưa tới giờ, từ ngày lập quốc tới giờ, các tiểu bang chưa hề làm cái chuyện đó. Bởi vì sao? Chúng ta ở Mỹ lâu là chúng ta biết nó có những cái luật gọi là luật liên bang. Mặc dù liên bang Mỹ là một chính thể, nhưng mà họ có 50 tiểu bang, là 50 cái chính thể khác nhau. Nó hơi khác tí thôi. Đó. Thành ra nó là 50 quốc gia, nó có 50 cái luật khác nhau, nhưng mà đương nhiên không khác luật liên bang này nha. À, luật liên bang nó vẫn là bao trùm, nó gọi là đè lên những luật này, anh không thể làm luật khác luật liên bang được. Đó. Thì trong đó nó có những điều khoản mà quý vị ở lâu ở Mỹ quý vị biết. Ví dụ, tôi cho quý vị hai cái ví dụ thôi. Ví dụ như bằng lái. Bằng lái á, quý vị không? Một tiểu bang này làm thì quý vị có thể quyền sử dụng đi qua 49 tiểu bang khác. Và 49 tiểu bang khác phải công nhận cái luật, cái bằng lái của tiểu bang này. Nó là luật liên bang mà, chứ đâu chính phủ liên bang đâu cấp bằng lái đâu, đúng không? Chính phủ liên bang không cấp bằng lái, mà là chính phủ tiểu bang cấp bằng lái. Nhưng cái bằng lái được đi tất cả 50 tiểu bang. Điều đó là cái điều số 1, nó là thể chế liên bang, thấy không? Một trường hợp thứ hai cho quý vị cái ví dụ nữa. Giấy hồn thú, đúng không? Cái giấy hồn thú làm ở tiểu bang nào thì được 49 tiểu bang kia thừa nhận. Bắt buộc. Còn ngoài ra nó có những ngành nghề khác, tôi nói ví dụ y khoa, luật hay là móng tay thì lại tùy theo. Ví dụ có thể là cái bằng móng tay ở chỗ này qua các tiểu bang khác, có thể một số tiểu bang họ thừa nhận nhưng có một số tiểu bang họ không thừa nhận. Tôi nói ví dụ bằng làm nail ở tại California qua Arizona hay Illinois có thể là nhận, nhưng mà qua cái anh Florida anh không nhận, anh bắt phải học lại. Thấy không? Hay là như bằng luật, luật anh ở các tiểu bang khác anh làm không sao, nhưng mà anh vô California thì anh phải thi cái bo. Thi cái bo tức là thi lấy cái bằng hành nghề, cho dù luật sư đâu tôi không cần biết, nhưng mà California chúng tôi là như vậy. Hay là như nghề y khoa, mà anh bác sĩ ở tiểu bang khác chưa chắc được làm việc ở tại California, mà một anh bác sĩ ở California có thể làm việc ở tiểu bang khác. Đó là những cái luật liên bang tiểu bang để cho quý vị thấy. Thì bây giờ trở lại vấn đề này, khi mà các thống đốc các tiểu bang này, ba cái tiểu bang này họ làm như vậy đó, người ta nhìn vào thấy chỗ chết rồi. Như vậy là anh có vi phạm luật liên bang hay không? Một cái luật mà nó có cả mấy trăm năm nay, cả 170 năm nay nó thừa nhận là gì? Tiểu bang, cho dù anh là một lãnh địa của liên bang, anh phải gọi là gì? Chấp nhận một số quyền của liên bang. Tức là anh phải bỏ quyền đi. Đặc biệt ví dụ gì? Trong lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao. Đó. Cái anh tiểu bang anh không có bộ ngoại giao, anh tiểu bang không có bộ quốc phòng, thì anh không thể nói rằng là tiểu bang của anh là một cái đất nước gọi là độc lập trong 50 tiểu bang được. Cho nên quân đội Mỹ có quyền đi vào đó, thấy không? Có quyền đi vào đó là quân đội. Rồi ví dụ ngoại giao, anh không làm ngoại giao với nước khác, đón phái đoàn các thứ này kia, Mỹ là liên bang họ làm chứ tiểu bang không làm. Tiểu bang có thể làm liên quan vấn đề kinh tế thôi, hoặc là ngoại giao xương xương thì được, nhưng mà ngoại giao chính thức đó, thì anh tiểu bang không thể làm được. Ví dụ anh không có thể nào mà gửi một đại sứ của Texas hay đại sứ California đến một nước khác được, nó không có chuyện đó. Thì anh tiểu bang cũng bị mất một số quyền tự trị của mình, chứ không phải là anh tự trị hoàn toàn. Và nhất là cái quyền mà đi lại. Cái quyền đi lại này nó giống như cái quyền gọi là tự do kinh doanh, nó gọi là interstate commerce. Nó gọi là có cái này, tất cả vấn đề buôn bán ở 50 tiểu bang được quyền qua lại, anh không được ngăn cản người ta. Tiểu bang phải chấp nhận, đó là luật liên bang đấy, rõ. Và con người quý vị đã là công dân của một tiểu bang, tức là công dân Mỹ ở một tiểu bang nào, có quyền đi qua 49 tiểu bang khác mà không bị chặn. Luật nói rõ như thế, thấy không? Nhưng tại sao mấy ông bà thống đốc lại làm cái chuyện như này? Rắc rối gì đó. Thì thưa quý vị, cái vụ này
nó bắt nguồn từ một cái vụ là United States versus Guest năm 1966. Hồi đó tòa đã nói rằng là nếu các tiểu bang mà quyết định một số công dân Mỹ không được vào biên giới của họ thì coi như là họ đã làm mất coi như là cái tính cách liên đoàn liên hiệp của Mỹ. Có nghĩa là Mỹ là gì? Liên hiệp các tiểu bang, hay là người ta gọi là hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hiệp chủng, hoặc là liên đoàn, tức là nhiều tiểu bang, nhiều quốc gia liên kết lại nhau thành một liên bang. Đó là nói rõ trong cái vụ năm 1966. Thành ra mọi người dân được quyền đi vào các tiểu bang khác. Thế nhưng bây giờ bị đại dịch thì sao? À, cái chuyện đại dịch nó lại khác. Nó khác như thế nào? Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin từ mạng. Cảm ơn quý vị đến với hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Chúng tôi đang nói về cái quyền của các tiểu bang trong cái việc mà ký những cái sắc lệnh hoặc là chặn người ta, không cho người ta vào, hoặc là vào tiểu bang thì phải cách ly 14 ngày bởi vì cơn đại dịch Covid-19. Mà điều này đang xảy ra tại nước Mỹ có lẽ là chưa bao giờ xảy ra. Ngay cả thời chiến tranh, thời nghĩa là khủng hoảng cái nào người ta vẫn đi lại bình thường, không ai có quyền chặn quý vị ở đâu hết á. Quý vị vào Mỹ lâu quý vị biết, ngoại trừ quý vị vi phạm luật giao thông của tôi ông kể mà đang đi trên đường, nếu không có lý do chính đáng không ai có quyền chặn lại. Ngay cả cái chuyện mà chặn lại để mà khám coi có uống rượu lái xe hay không, họ cũng phải thông báo trước, và họ để cái bảng từ xa là chúng tôi chuẩn bị, thấy không? Lâu lâu cũng có một cái vài cái vụ gọi là bất ngờ, nhưng mà hiếm khi lắm nha. Phần lớn đó họ đăng trên báo hoặc họ để cái bảng từ xa. Thì có mấy anh thấy từ xa chúng tôi trốn, chúng tôi quẹo được khác. Nhưng mà mấy ông cảnh sát nó cũng khôn lắm, mà mấy ông cảnh ngay từ đầu là anh nào mà quẹo tôi chặn anh lại đó. Đại khái như vậy. Cái chuyện mà người dân Mỹ đi lại trong nước Mỹ mà bị chặn lại, bị hỏi giấy tờ, nó hiếm hoi lắm. Nó có xảy ra ở một số tiểu bang vùng biên giới. Ví dụ quý vị ở Mỹ lâu, quý vị sẽ biết, nếu quý vị lái xe, quý vị đi ở các cái tiểu bang như là New York, Maine, Montana, North Dakota, Minnesota, Washington, rồi Michigan, mấy cái tiểu bang giáp Canada, hoặc những cái tiểu bang như Texas, New Mexico, Arizona và California giáp Mexico, thì thỉnh thoảng vẫn bị chặn lại. Quý vị nào đi thì quý vị biết là họ có những cái trạm của nhân viên biên giới, họ chặn lại. Đó là họ được quyền chặn. Họ hỏi, are you US citizen, công dân Mỹ? Ok, công dân Mỹ đi. Nhưng nếu họ nghi họ bảo đâu? Đọc cái số xã hội xem, còn nếu họ không nghi họ cho đi. Hoặc là nếu mà green card holder, tức là người giữ thẻ xanh, thì họ bảo có đưa ra đi. Còn nếu không phải công dân, không phải thẻ xanh, thì lúc đó họ mới mời vô, hỏi giấy tờ. Mà nếu là cư dân hợp pháp thì họ cho đi, còn cư dân hợp pháp thì họ bắt. Đó, đại khái như thế. Thì cái đó chỉ có các tiểu bang bên dưới, còn trong còn lại đó, rất phải nói là không bao giờ có chuyện đó. Nhưng bây giờ tại sao nó xảy ra cái chuyện này? Nó gây đến, nó tạo ra cái tranh cãi mà tôi nói vừa rồi. Thì đặc biệt người ta chú ý đến cái sắc lệnh của ông thống đốc Texas, ông ký. Đó. Thì trong này cái câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu như vậy tiểu bang Texas cũng như hai tiểu bang kia có vi phạm hiến pháp hay không? Đó. Trong cái thời đại mà dịch bệnh như thế này. Đó. Thì nếu ta nhìn vào cái sắc lệnh của ông Rick Abbott, thống đốc của Texas ký, thì trong đó ông ký cũng rất là khéo léo. Họ chắc cũng đã hỏi luật sư rồi, đúng không? Họ không cấm cư dân tiểu bang không khác không nha. Nếu mà họ cấm cư dân tiểu bang khác mà không cấm Texas đó thì có thể bị có vấn đề. Đây là ông viết là every person who fly into Texas, tức là bao gồm cả cư dân Texas luôn. À thì cái này nó lại là ok, bởi vì tôi lấy lý do là bệnh dịch nó có thể lây lan. Chừng nào mà ông viết là ok, tất cả những người gọi là non-Texas resident, những người không phải cư dân Texas mà đi vô đó là có vấn đề. Tức là anh cấm các cư dân khác mà anh không cấm cư dân của anh.
Thấy chưa? Đó là một cái điều người ta nói. Nhưng mà vẫn có người nhìn vào bảo như vậy cũng không được luôn. Thấy không? Anh cấm như vậy thì anh vi phạm những cái gọi là gì? Cái luật mà kinh doanh liên bang, như tôi nói hồi nãy đó, Interstate Commerce. Bởi vì có thể có một người họ đi vào để họ kinh doanh, họ đi vào kiếm cơ hội làm ăn, họ đi vào kiếm cái hợp đồng, mà bây giờ bị giữ lại 14 ngày như thế. Thì cái nào quan trọng hơn? Đó. Cái nào quan trọng hơn? Đó. Thì trong một cái phán quyết khác của tòa, của tối cao pháp viện đó, nó tên là Sen versus Roe năm 1999, thì nó có nói có ba điều khoản như thế này: là hiến pháp bảo vệ cái quyền của công dân từ một tiểu bang đi vào một tiểu bang khác, hoặc là từ một tiểu bang khác đi ra. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, quyền của những cái người gọi là cư dân của tiểu bang khác khi vào tiểu bang khác phải được coi như là khách, thấy không? Chứ không phải là một người gọi là không phải là khách, một người không phải bạn bè. Đó. Khi mà đến cái là tiểu bang khác, ví dụ một tiểu bang khác vào tiểu bang này thì cái người đó phải được coi như là một người bạn. Đó là quy định thôi á. Và những người nào, thấy không, cho dù chưa phải công dân nhưng mà là cư dân thường trực, gọi là resident, permanent resident, thường trú nhân đó, thì cũng phải được đối xử như các công dân khác của nước Mỹ. Có nghĩa là gì? Chuyện đi lại nó không căn cứ trên quốc tịch, mà anh chỉ cần đến nước Mỹ hợp pháp, anh có giấy tờ, anh được quyền đi lại bất kỳ nơi đâu xuyên qua biên giới của 50 tiểu bang, ngoại trừ là các tiểu bang như tôi nói là ở dọc biên giới Canada với Mexico thì người ta có quyền hỏi, đó là nhiệm vụ của người ta. Đó. Thế nhưng mà trong này đó thì nó lại có một cái điều khoản khác là khi mà tiểu bang có một lý do chính đáng để mà bảo vệ đời sống người dân, mà để giảm cái mà tin rằng là nếu cái tiểu bang nó tin rằng giảm bớt số người vào tiểu bang đó thì có thể làm cho tiểu bang an toàn hơn, thì cái đó có thể được. Nó là có cái điều khoản đó, mà điều khoản này tôi nghĩ là chưa bao giờ áp dụng. Bây giờ vụ Covid-19 này người ta lấy ra áp dụng, tất nhiên ông thống đốc trước khi ký là nghiên cứu, cái này chưa bao giờ có hết. Đó. Nghĩa là gì? Ngoài những cái điều khoản, ba điều khoản nãy tôi nói hiến pháp quy định, nhưng mà nó có một điều khoản nữa là nếu ông thống đốc tiểu bang đó mà ông cảm thấy rằng để cho người ta vô nó nguy hiểm cho người dân của mình thì ông có cái quyền giới hạn, chứ không có cấm nha. Phải nhớ là giới hạn những cái số người để vào. Đó. Tôi cho quý vị một cái ví dụ, cuối tuần vừa rồi tôi đi Home Depot. Mỗi công ty, mỗi một cái gọi là cái chính sách họ khác nhau trong cái thời Covid-19 này. Chẳng hạn như chợ họ cho vô thoải mái. Họ chỉ nhắc là quý vị nhớ đứng cách xa 6 phút là 1m8. Nhớ đeo khẩu trang và để ý. Nhưng mà cái Home Depot đó, anh gắt gao hơn nè. À, anh chơi, anh làm cái hàng. Anh giăng dây dài ra nè, cho người ta đi vô và anh để giấy nói nhớ nha. Nhớ giữ khoảng cách social distance này kia. Nhưng mà khi đến nơi anh không cho vô. Có một nhân viên đứng ở đó cầm cái CB mới báo nói chuyện với chồng. Thì sau á, tôi đi vào đó, tôi thấy người đi vào đó là hai cửa, cửa ra mới bảo được. Bây giờ họ cho vô một cửa, ra một cửa thôi. Thì cái lúc mà tôi đi ra đó, tôi mới thấy một anh đứng này bảo có hai người mới đi ra. À, có nghĩa là gì? Họ kiểm soát bao nhiêu người ở trong Home Depot. Ví dụ họ nói là trong lúc đó tôi chỉ cho tối đa 100 người. Thì cái anh mà anh đứng ở đầu đi vào, anh đếm. À, anh đếm. Anh đếm đủ 100 đó, mà bên kia bảo chưa có ai ra thì anh không cho vô nữa. À, bắt đầu bên kia bảo hai người ra thì để cho hai người vô. Lúc nào cũng có 100 người trong đó đó. Mỗi một công ty nó có cái đó thì nó không vi phạm gì cả, bởi vì họ tin rằng là nếu cho vô đông quá thì nó có thể là lây bệnh. Thì trường hợp ba tiểu bang này cũng vậy. Tôi kể quý vị nghe cái chuyện này là nó, tôi thấy nó lạ, là chỉ có thời Covid-19 nó mới có thôi, trước đây không bao giờ tôi nghe hết. Trời ơi, làm sao mà một tiểu bang có thể chặn người ta không cho người ta vô là vô lý quá. Nhưng bây giờ người ta có những cái lý của ta. Mà mình ở Mỹ lâu này nhờ Covid-19 này, thấy không, mình mới hiểu được thêm có những cái luật lệ nó quái quầm như thế. Và những cái nhà mà làm luật họ bảo là ngay cả các tiểu bang họ làm như vậy, giới hạn vào một lúc đó, thì cái ý nghĩ mà liên đoàn nước Mỹ đó, gọi liên minh nước Mỹ là Liên Hiệp Trung Quốc, nó vẫn không mất đi về mặt ý nghĩa.
Bởi vì nó chỉ xảy ra ở thời điểm này thôi. Sau đó thì các tiểu bang nó phải coi như là như cũ trở lại. Thì đó là cái điểm đặc biệt mà tôi thấy rằng nó lý thú. Mà chỉ Covid-19 các tiểu bang khác áp dụng. Nay mai có thể nhiều tiểu bang khác áp dụng, chúng ta chưa biết. Thấy không? Có thể là anh California nhiều người bệnh quá, là mấy anh Arizona kế bên Nevada hay Idaho này, các thứ là hay Oregon chứ. Oregon này không cho mấy anh California đi qua, nó muốn qua là phải cách ly 14 ngày thì nó dân California cũng mệt. Thì đó là những gì chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình lần sau.